này là cần thiết. Nhưng tôi rất là mong muốn sau khi phá dỡ đê và đoạn đê đã được hoàn thành trên đường Nghi Tàm thì cho chúng tôi thực hiện lại những đoạn tranh đã bị phá vỡ, vì dù sao đó cũng là công sức và tâm huyết của các nghệ sĩ. Rất là tiếc, nếu mà làm lại được những bức tranh gốm sứ thì tốt quá. Làm như thế này là dân tình ở đây, cô ngồi bán nước hàng ngày đây, thế ai cũng thích. Đấy, vì sao thế nào? Đường đi nó rộng thoáng, dân tình đi lại coi là không va chạm. Đến rất thích là làm thế, nó dân cư nó thoáng đãng, với hai là đường xá nó rộng rãi.